Mời cả lớp chạm hai lòng bàn tay vào nhau. Đặt nhẹ vào mắt. Lần nữa chạm hai lòng bàn tay vào nhau. Đặt nhẹ vào mắt. Mở mắt chớp chớp mắt. Mở tay ra nhìn lên tay. Vươn tay lên hít sâu vào. Hà xuống thở sầm. Hít sâu. Thở sầm. Hít sâu. Đan tay lộn ngược bàn tay để căng lên giữ lại. 5, 4, 3, 2, 1. Thở sầm. Hai tay đan sau lưng, cúi xuống. Xoay tròn cổ. Xoay đến đâu đảo mắt, chớp mắt nhìn theo đến đó. Kết hợp tập luôn cho mắt. Xoay đổi chiều. Mở tập tay, hai lưng bàn tay hướng vào nhau. Đưa tay phải qua, đan chặt vào, kéo vào, đẩy ra. Trở về, kéo vào, đẩy lên. Trở về, kéo vào, đẩy thẳng tay lên. Hạ xuống. Trở về, đổi tay, kéo vào, đẩy ra. Trở về, kéo vào, đẩy lên. Trở về, kéo vào, đẩy thẳng tay lên. Hạ xuống. Trở về, thả lỏng tay. Đặt hai viên gạch hai bên đầu gối. Siết cơ bụng, nâng mông lên. Lên. Hạ xuống. Hai, lên. Xuống. Ba, lên. Xuống. Bốn, lên. Xuống. Năm, lên. Năm, bốn, ba, hai, một. Hạ xuống. Tháo chân ra, duỗi hai chân thả lỏng. Xếp đỡ chân. Hai tay đan, nâng lên kéo căng ra khỏi đầu, hít sâu vào, ưỡn ngực vươn cầm lên. Cong lưng ra sau, rút rốn thở ra, mắt nhìn rốn. Hít sâu vào. Thở sâu. Hít sâu. Thở sâu. Hít sâu.
Kéo căng ra sau đầu giữ lại 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra mắt nhìn rốn cong lưng ra sau. 5, 4, 3, 2, 1. Lên hít sau. Nghiêng phải thở sầm. Lên hít sau. Nghiêng trái thở sầm. Hơi sau thở sầm. Hơi sau thở sầm. Hơi sau thở sầm. Giữ lại 5, 4, 3, 2, 1. Hít sau thở sầm. 5, 4, 3, 2, 1. Hít sau. Hạ tay xuống, ngang trước mặt đẩy lòng, bàn tay hướng về phía trước. Kéo tay qua bên phải thở sầm. Trở về giữa hít sau. Kéo qua trái thở sầm. Hơi sau thở sầm. Hơi sau thở sầm. Hơi sau thở ra. Giữ lại 5, 4, 3, 2, 1. Hít sau thở sầm. 5, 4, 3, 2, 1. Lên hít sau. Gấp tay phải ra sau, vào giữa lưng tay trái, ôm khuỷu tay phải, kéo ra sau, kéo về bên trái thở sầm. Lên hít sau, đổi tay, gấp tay kéo ra sau thở sầm. Hít sau thở sầm. Ôm khuỷu tay kéo ra sau đầu, kéo về bên trái. Hơi sau thở sầm. Ôm khuỷu tay trái kéo về bên phải để mở khớp vai. Hơi sau thở sầm. Rồi gấp ngược tay trái lên, gấp lên. Rồi tay phải úp lại, móc vào tay trái phía sau. Đường tới gập xuống thở sầm. Nâng lên hít sâu. Thở sầm. Hít sâu. Thở sầm. Giữ lại 5, 4, 3, 2, 1. Lên hít sâu. Hạ tay thở sầm. Co tay phải ra sau, tay trái nâng tay phải cao lên. Cao lên. Ôm cái khuỷu tay đẩy vô. Không tới thì nói dây rồi vô. Vươn tay trái lên, gấp ngược ra sau, nắm tay phải. Nói sau, cúi xuống thở sầm. Nâng lên hít sau. Cúi thở sầm. Nâng lên hít sau. Cúi xuống thở sầm. 5, 4, 3, 2, 1. Lên hít sâu. Hạ tay thở sầm. Xoay vai. Xoay ngược lại.
ngồi xoay mặt qua bên phải, hai tay đan sau lưng, thẳng tay thẳng lưng, hít sâu, trường tới gập xuống thở, xà bật tay ca lên, nâng lên hít sâu, trường tới cúi xuống thở, sầm, nâng lên hít sâu, cúi xuống thở, sầm, nâng lên hít sâu, cúi xuống thở, xà trán mũi chạm sàn, ép mông ép chân xuống, bật tay ca lên thở ra, năm bốn ba hai một, nắm lên hít sâu, thả lỏng tay, thở ra tháo chân ra, giữ hai chân thả lỏng, hai chân mở rộng bằng vai, vươn hai tay lên hít sâu, xoay phải thở ra, chống bàn tay phải thẳng hàng với bàn chân trái, chống bàn tay trái thẳng hàng với lại bàn chân phải, thở ra, nâng lên hơi sâu, xoay trái thở ra, nâng lên hơi sâu, chống hai tay ra sau lưng, lòng các ngón tay hướng con người mình, nâng người lên, đẩy căng người lên, xiết mông rồi bụng thở sầm, hạ xuống hít sâu, xoay mũi bàn tay ra sau, lần hai tay ra sau, hạ người thấp xuống, lần tay ra sau, lần ra sau thêm, hạ thấp xuống, xiết cơ bụng thở sầm, hạ tay thấp xuống nửa nhạn, thấp người xuống, thấp người xuống, năm bốn ba hai một, lên hít sâu vào, trường người tới gập xuống thở sàn, trường tới hai tay nắm hai mũi bàn chân, duỗi dài lưng, đẩy căng mông ra sau, xiết cơ bụng thở sàn, nâng lên hít sâu vào, xoay người qua phải, chống hai tay song song với hai chân, thở sầm, nâng lên hít sâu vào, xoay người qua trái, thở ra vặn người chung tay, xiết cái bụng, nâng lên hít sâu vào, chống hai tay ra sau lưng, nâng người lên, đẩy căng lên, xiết mông rồi bụng thở sầm, hạ xuống hít sâu vào, xoay hai tay ra sau, lần tay hạ lưng xuống thở sầm, hạ thấp xuống thở sầm, nâng lên hít sâu vào, gập người xuống trước thở rầm, nâng lên hít sâu vào, xoay phải thở rầm, vặn người chung tay, trán mũi chạm sàn, nâng lên hơi sâu vào, xoay qua trái thở sầm, nâng lên hơi sâu vào, chống hai tay ra sau, nâng người lên thở sầm, hạ xuống, vươn tay lên, xoay tay ra sau, lần tay ra sau, hạ lưng thấp xuống, thở sầm,
xiết bụng lại, hạ thấp xuống, thấp xuống, thấp xuống, thả lỏng khớp vai ra. Nâng lên, hít sâu vào, vươn tay gập xuống, thở sâm, trường tới ép xuống, thở sâm. Nâng lên, hít sâu vào, có hai chân vào, mở rộng bằng hông, chống hai tay ra sau, nâng người lên, đẩy căng hông lên, xí mông đùi bụng thở sang, hít sâu vào, lui hông ra sau, thở sang, hít sâu vào, đẩy căng lên, xí mông đùi bụng thở sang, hít sâu vào, xích cơ bụng lại, lui hông ra sau, thở sâm, hít sâu vào, lên, xiên mông rồi bụng thở sâm, hít sâu vào, lui ra sau, thở sâm, hít sâu vào, thở sâm, hít sâu vào, thở sâm, hít sâu vào, thở sâm, nâng lên, ngửa lại, hít thở đều, 5, 4, 3, 2, 1, hít sâu vào, lui mông ra sau, thở sâm, 5, 4, 3, 2, 1, thả lỏng ra, lưng bàn tay hướng vào nhau, thả lỏng cổ tay. Chống người lên thở bo mèo. Ba chân là bốn nốt vuông. Cong lưng lên, mắt nhìn rốn, nút rốn lên, thở sâm. Hít sâu vào, chung lưng rướn cổ. Thở ra, cong lưng lên, rút rốn, thở sâm. Hít sâu vào, chung lưng rướn cổ. Thở ra, cong lưng lên, thở sâm. Hít sâu, thở sâm, hít sâu, chung lưng rướn cổ giữ lại, 5, 4, 3, 2, 1, cong lưng lên, rút rốn thở sâm, 5, 4, 3, 2, 1, hít sâu, chân lên, rắn hổ mang, ống cong lưng, lui về thở sâm, hít sâu, chân người lên, 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 uốn cong lưng, xoay vai, uốn ngực, uốn cong lưng giữ lại. Giơ tay xích lên chị Hồng, nhờ hai bàn tay xích lên trên.
Chị Hồng, dời hai tay xích lên, ưỡn ngực, thấp vai, suy nghĩ vào lưng giữa, lưng trên, chống chân lên, chớp mặt thở sành. Trường lên, chớp ngẩn mặt hít sâu, thở ra chớp mặt đấy xong, thở xanh đấy xong, thở xanh đấy xong. Giữ lại 5, 4, 3, 2, 1, thở sanh. 5, 4, 3, 2, 1, nhóm gót co gối, đùi sát bụng ngực, thở sanh. Mắt nhìn về đầu thảm. 5, 4, 3, 2, một, lên chiếc ghế, xiết cái bụng lên, vươn tay lên, đẩy lùi hông ra sau, lực xuống gót chân, xiết cái bụng thở sâu, nâng lên hít sâu vào, kéo căng tay vai, đẩy hông ưỡn ngực ngã ra sau, thở ra cây lao, nâng lên hít sâu vào, trường người tới cúi xuống con cò, thở sâu, thả lỏng cổ buông đầu, ép sát vào thở ra. Tay chống ngang hàng với hai bàn chân, chung đầu gối xuống, bước chân phải dài ra sau, hãy sau vào, nâng đầu gối phải lên khỏi sàn, nâng người lên, vươn tay kẹp hai ngón tay cái, kéo căng ngã ra sau, thở ra, kéo căng ngã ra sau, thở ra, nâng lên hít sâu vào, chống hai tay xuống, lan bước chân dài ra nữa, bàn tay á mình phải ngang hàng với bàn chân trái, bước tiếp chân trái bằng chân phải, trường vai tới hít thêm tấm ván, tấm ván, trường vai tới tấm ván, bàn tay ngay dưới vai, lan ơi, di chuyển từ từ, cảm nhận, lật tay trái lên, nhìn theo tay trái, xiết cơ bụng, thở sàn, chồng chân trái lên chân phải, đẩy căng hông lên, hạ tay xuống, hít sâu vào, chung hai tay xuống tấm ván thấp, xiết cơ bụng thở ra, thẳng người ra nhạn, tấm ván là toàn thân phải giữ thẳng, hạ gối, hạ ngực, hạ cằm, nâng mông, kéo sáo, thở ra. Trường người lên rắn hổ mang, hít sâu vào, uốn cong lưng, coi chừng rút vai thành, thấp vai xuống, đẩy lồng ngực tới nhạn, lan thảo, chống chân nâng lên, chớp mặt thở sàn, bám chặt tay, ép vai, ép lưng, đạp ngót cúi xuống, thở sàn, chân phải ra sau, bật cao lên, hít sâu vào, đạp gót chân trái, cúi người xuống, mắt nhìn xuống dưới chân trái, úp hông, úp vai xuống, không được lật lên, thở ra, hít vào, đẩy người tới, bước chân phải lên, bằng hai tay, bước dài lên, cho nó ngang hàng với hai bàn tay, nâng người lên, vươn tay lên, kéo căng ngã ra sau, thở ra, đầu gối phải góc vuông, nhấn hông xuống, ưỡn ngực, vươn cầm, kéo tay vai ra sau, đầu thở sàm, nâng lên, hít sâu vào, chống hai tay, bước tiếp lên, thở sàm, bước lên, thẳng gối, buông đầu, thớp bụng, ép sát vào, thở sàm, kéo căng 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 lưng, buông lỏng cổ, ép căng thêm, thở sàm, duỗi hai tay ra bằng với đầu, nâng người lên, hít sâu vào,
Kéo căng tay vai, ưỡn ngực lên, vươn cầm đẩy nhẹ hông, siết mông đùi bụng thở xà. Đúng rồi, rất tốt. Thả lỏng, uốn cong. Đẩy nhẹ hông tới phượng ơi. Nắm lên, hít sâu vào. Trường người tới, cúi xuống, thở xà. Thả lỏng cổ, buông đầu. Hít sâu, thở xà. Đẩy cao đỉnh mông lên trần nhà, kéo dài đầu xuống dưới chân. Chống tay ngang hàng với hai bàn chân, chuồng đầu gối ép đùi song song với sàn. Bước chân trái dài ra sau, hít sâu vào. Nâng người lên, vươn tay lên kéo căng ngã ra sau, thở sàm. Ưỡn ngực lên, vươn cầm kéo căng ngã thở sàm. Nâng người lên, hít sâu vào, chống hai tay. Bước tiếp chân phải bằng chân trái, trường vai tới, hít thềm thẳng người tấm ván. Nghe trường vai là bàn tay ngay. Bàn tay ngay dưới vai Lan, bị quằn hông rồi kìa Lan. Bàn tay phải ngay dưới vai, góc vuông. Chắc người lên, chắc cái hông lên. Lật tay phải lên, nhìn theo tay phải. Xiết cơ bụng thở sàm. Đẩy căng hông lên, chồng cái chân phải lên chân trái. Rồi đẩy cái hông lên, chị Hồng. Đẩy cái hông lên, xiết lại. Chống tay xuống, hít sâu vào. Chung hai tay xuống tấm ván thấp, xiết cơ bụng thở sàm. Hạ gối, hạ ngực, hạ cầm, nâng mông cá sấu. Trường lên rắn hổ mang, hít sâu vào, uốn cong lưng. Nâng lên chóp mặt thở sầm. Chân trái ra sau, bật cao lên, hít sâu vào, ướp vai, ướp hông, ép xuống thở sầm. Hãy vào đẩy người tới bước lên bằng hai tay. Nâng người lên, tấm chắc chân kéo căng ngã ra sau thở sầm. Nâng lên hít sâu vào chống hai tay. Bước tiếp lên thở sầm. Thẳng gối buông đầu ép sâu thở sầm. Hai tay ra cạnh đầu nâng lên hít sâu vào. Kéo căng tay vai đẩy hông ưỡn ngực ngã ra sau thở sầm. Nâng lên hít sâu vào. Trường người tới cúi xuống thở sầm. Quỳ gối bước chân phải dài ra sau hít sâu vào. Xoay tay phải ra sau tấm chắc chân trái. Nghiêng hông về bên phải thở sầm. Luốt tay phải theo chân phải. Kéo căng tay trái theo đầu thở sầm. Nâng lên hít sâu vào chống hai tay xuống. Rồi chống chân phải úp đùi xuống. Rút chân trái ra sau bật cao lên. Cúi xuống thở sầm. Bật cao chân trái. Chân phải bước ra sức ra sau nhạn. Hãy vào đẩy người tới chung tay ngực cầm tới sàn bật cao chân trái lên. Thở sầm. Cao lên. Trường người lên rắn hổ mang hít sâu vào. Nâng lên chóp mặt thở sầm. Chân phải ra sau bật cao lên hít sâu vào. Đẩy tới bước lên bằng hai tay. Nâng người lên. Kẹp hai ngón tay cái kéo căng ngã ra sau thở sầm. Tấm chắc chân xuống nhạn. Lê Thảo.
Nâng lên, hít sâu vào, chống hai tay. Bước tiếp lên, thở sâm. Thẳng gối buông đầu, ép sâu, thở sâm. Duỗi hai tay ra bằng vấn đầu, nâng lên, hít sâu vào. Kéo căng tay vai, ngã ra sau, thở sâm. Kéo căng, ngã ưỡn ngực, vươn cầm, cây lao. Nâng lên, hít sâu vào. Trường người tới, cúi xuống, thở sâm. Thả lỏng cổ, buông đầu, ép sau, thở sâm. Quỳ gối, bước chân trái dài ra sau, hít sâu vào. Xoay tay ra sau. Chiến binh hai. Nhìn theo tay phải. Rồi, nghiêng hông về bên trái, thở sâm. Vươn căng tay phải lên. Nâng lên, hít sâu vào. Chống hai tay xuống. Rồi, xoay chân trái, úp đùi xuống. Rút chân phải ra sau, bật cao lên. Cúi xuống, thở sâm. Hít sâu vào. Đẩy người tới, chùm tay kẹp sát vào. Ngực cầm tới sàn, bật cao chân phải, thở sâm. Trường người lên, rắn hổ mang. Hít sâu vào, uốn cong lưng. Phải suy nghĩ vào lưng giữa, nhạn ưỡn ngực tới. Chứ đừng có nhấn vô thắt lưng hết trơn rồi. Nó người lên, chớp mặt thở sâm. Bật cao chân trái lên, hít sâu vào. Cúi xuống, ép thở sâm. Đẩy tới, bước chân lên bằng hai tay, hít sâu vào. Nâng người lên, tấm chắc chân, kéo căng ngã ra sau, thở sâm. Ưỡn ngực vươn cầm, kéo căng ngã thở. Nâng lên, hít sâu vào, chống hai tay. Bước tiếp lên, thở sâm. Thả lỏng cổ, buông đầu, ép sâu, thở sâm. Hai tay duỗi ra bằng với đầu, nâng lên, hít sâu vào. Kéo căng tay vai, đẩy hông ngã ra sau, thở sâm. Nâng lên, hít sâu vào. Chắp tay hạ xuống trước ngực, thở sâm. Hạ tay, mở chân bằng vai, mắt khép, hít thở sâu vào. Rồi chân trái, hít sâu vào. Gác ngang chân phải lên gối trái. Vươn hai tay lên, chắp tay. Tấm gối xuống, đẩy lùi mông ra phía sau chiếc ghế một chân đi nào. Siết cơ bụng thở sâm. Ép hông xuống, tấm gối ép hông lên. Nhạn. Tấm gối ép hông xuống, siết cơ bụng thở. Rút rốn, siết cơ bụng thở. 5, 4, 3, 2, một. Tiếp tục ép hông xuống nửa đùi song song với sàn và gập thân lên cho đùi luôn nào. Chắp tay kẹp đầu, thân song song với sàn, giữ. 5, 4, hít thở đều. 3, 2, 1, nâng người lên, hít sâu vào. Hạ tay chân, thở ra, thả lỏng. Hít thở sâu, điều hòa hơi thở. Rõi chân, trậu chân phải, hít sâu vào, gác ngang chân trái lên gối phải, vươn hai tay lên, chắp tay, tấm gối xuống, thở ra lực xuống gót chân, chắp mông, đùi, bụng, nhấn xuống giữ, 5, 4, thân mình lúc này 60 độ, 3, 2,
Một, tiếp tục ép hông nữa, ép nữa, ép nữa cho đùi song song với sàn, rồi gập bụng lên trên đùi, duỗi căng chắp tay kẹp đầu siết lại giữ. 5, 4, siết lại. 3, 2, 1, nâng người lên, hít sâu vào, hạ tay chân xuống, thở ra, thả lỏng, hít thở sâu, điều hòa hơi thở. Lui về cuối thảm, ngồi xuống tư thế kim cương. Và ai chưa tập được trồng kiềng nửa cây chuối thì ngồi sát lại màn hình nhìn. Nhìn cho ra cái kỹ thuật rồi mình mới tập. Còn ai tập được rồi tập theo luôn. Lên trồng kiềng, lên chuối. Ngồi mông trên gót ở tư thế kim cương nha, duỗi mũi chân ra, mông trên gót tư thế kim cương, xòe rộng 10 ngón tay, mình đặt cái thịt tay này bám ở trên thảm, bám chặt ở trên thảm, chống tay xuống cạnh đầu gối, đặt đầu xuống canh với hai tay là tam giác đều, lăn lên đỉnh đầu nè, khuỷu tay mình góc vuông nè, hai khuỷu tay song song với hai vai, rồi chống mũi bàn chân ở đây, nhõm hông lên chống bằng mũi bàn chân, rồi đi chân vào là tách hai chân ra rộng bằng với hai tay đó, tách ra rộng bằng hai tay, đặt đầu gối lên tay, gấp chân lên, vuốt mũi chân lên đó, hai đầu gối mình đã để lên tay rồi, giờ chỉ việc gấp lên thôi, siết cái bụng lại giữ, hít thở đều ở đây, lực chia đều ra ba gốc bằng nhau, tay luôn luôn giữ gót vuông, khi xuống xuống từ từ từng chân xuống, trở về em bé. Rồi mời tập đi nào, ngồi mông trên xòe rộng 10 ngón tay, đặt hai bên đầu gối nè, phía trước đầu gối. Rồi đặt đầu xuống, canh với hai tay tam giác đều, đặt xuống đề. Tập đi, tập đi, tập đi. Tập đi tiếp. Rồi lăn lên đỉnh đầu, nhõm mông lên. Đặt đầu xuống đi nhạn. Hai bàn tay em dời xích lên, đặt ở phía trên đầu gối một chút, đặt xích lên xí nữa. Rồi khép khuỷu tay lại, rồi chống chân đẩy mông lên trần nhà, chống chân mũi chân ở tại đó, chống mũi chân đẩy cái mông lên trần nhà, rồi đi chân vào, đi vào, đi vào, đi vào, cho đặt đầu gối lên tay, chống cái mũi chân đẩy cái mông lên trần nhà, nâng đầu gối lên khỏi sàn nhạn. Ngồi sát màn hình nhìn rồi mà chưa ra vấn đề. Phương Phương tốt nè, Phương giỏi nè. Lê Thảo đâu rồi? Lê Thảo. Tập coi. Không, không có phóng, không có phóng. Dung, tập Dung ơi. Trần Thảo để cái màn hình. Màn hình không có tự động xoay cho nên nó nằm nghiêng rồi. Rồi, xiết cơ bụng lại, đừng có phóng lên Thảo. Xiết cơ bụng gấp chân lên, đúng kỹ thuật rồi mà cứ phóng lên. Tập đi Nhạn ơi, tập lại đi Nhạn ơi. Đi vô từ từ Thảo, đi vô Lê Thảo, đi vô. Đẩy cái mông lên trần nhà, đẩy cái mông lên, cứ từ từ chứ làm chi mà cứ lật tới lật lui hoài, đẩy cái mông lên lan, cái mông đẩy thẳng lên trần nhà. Mấy cái nàng này tập mình di chuyển rồi mình cảm nhận sâu ở bên trong, mình di chuyển rồi mình lắng nghe cơ thể rồi mình cảm nhận sâu bên trong, à, cứ cứ lật đật y như cái con lật đật vậy á, thì làm sao mà cảm nhận được. Tay Thảo, Lê Thảo, lui lại xí Lê Thảo,
Kiền, đã nói kiền ba chân là nó phải cân bằng với nhau. Tay đúng rồi đó Lan, đẩy cái mông lên trần nhà đi, nhõm cái mông cao lên, đẩy cái mông cao lên. Đúng rồi, đi chân vào. Đi chân vào đúng rồi, đẩy cái mông cao lên xíu nữa. Nhón gót lên, đẩy cái mông cao lên để đặt đầu gối lên tay. Đúng kỹ thuật rồi đó, cứ từ từ. Lắng nghe cơ thể mình. Rồi, đặt đầu gối lên tay. Tách hai cái đầu gối ra rộng bằng hai tay. Rồi gấp từng chân lên. Nhớ cái mông á, cứ đẩy thẳng lên trần nhà. Chứ để nó bị nặng tay. Rồi, xiết cái bụng lại, gấp cái chân còn lại lên chứ không phóng lên. Xiết lại, đúng rồi. Cứ từ từ xiết cái bụng lại là nó lên được. Phượng muốn nhấc chân ra, xiết cơ bụng và nhõm cái mông, em đẩy cái mông lên trần nhà. À, cái lực mông đẩy hết lên trần nhà, rút cái chân ra, đùi sát vô bụng ngực. Giữ nửa cây chuối lại, đẩy cái mông lên. Đẩy cái mông lên trần nhà Phượng cho nó nhẹ cái tay. Đẩy cái mông lên, đẩy nhõm cái mông cao lên. Cao lên, xiết cái bụng lại, đẩy lên. Rồi Thảo, Lê Thảo gấp từng chân lên. Rồi giữ lại, bình tĩnh, từ từ, giữ, xiết cơ bụng. Lên, lên rung như con lật đật. Đẩy cái mông lên, lên cao, lên trần nhà. Ha, rồi cứ bình tĩnh, lên từ từ. Đừng có lên mạnh lên nhanh như vậy. Đúng rồi Lan. Gấp cái chân kia lên Lan. Gấp lên, xiết cơ bụng lại, gấp lên. Xiết cơ bụng. Cứ phóng lấy cái trớn phóng lên không biết để làm gì hả? Xiết cơ bụng và nhẹ nhàng gấp cái chân lên chứ không có mà phóng lên. Đó, bữa sau Thảo với Lan là lên được rồi. Rồi mời nằm xuống đi, thư giãn. Hết giờ rồi. Nằm xuống, nâng hai tay, nâng tay chân lên, rung 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 đi nào. Nâng tay chân lên, rung 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 rung, rơi tự do. Năm, tập trung vào bài thư giãn, nghe hướng dẫn thư giãn thả lỏng đến đâu, tâm trí tập trung vào đến đó, nghe lời cô dẫn đến đâu, phải điều khiển được tâm trí mình đến đó, để bắt cơ thể mình phải thả lỏng ra, phải thả lỏng ra, phải kiểm soát cơ thể bằng tâm trí, không được suy nghĩ ở đâu. À, cuối bài phải thư giãn thật sâu thì cơ thể mình mới khỏe được, mới nạp đầy đủ năng lượng, cân bằng huyết áp, điều hòa nhịp tim, cơ xương khớp của mình nãy giờ kéo căng ra, bây giờ là lúc cho nó sắp xếp trở lại. Bài thư giãn rất quan trọng, bỏ bài thư giãn là cả buổi tập của mình không đạt hiệu quả mà nó còn phản tác dụng nữa, cho nên lưu ý điều này. Hai chân mở rộng bằng vai, ngã hai bàn chân ra hai bên, hai tay xuôi theo thân 45 độ, lòng bàn tay nữa, các ngón tay thả lỏng to tự nhiên, cảm nhận thật sâu vào hai bàn chân của tôi đang được thư giãn thả lỏng, hơi ấm đang lan tỏa lên hai chân, sự thư giãn và hơi ấm đang lan tỏa lên cổ chân, bắp chân, khớp gối, cơ đùi, khớp háng,
chân của ta đang được thư giãn và ấm dần, đang ấm dần, tập trung vào đi nào, cảm nhận sâu hơn nữa thả lỏng cơ mông, thả lỏng cơ lưng, hơi ấm đang lan tỏa vô từng đốt sóng cơ, sự thư giãn và ấm áp đang lan tỏa dọc theo cột sống lưng, lan tỏa vào bên trong nội tạng, từng cơ quan nội tạng cũng đang được ấm dần, lên ấm dần, bụng ngực cũng đang được thư giãn thả lỏng hoàn toàn, mười đầu ngón tay đang ấm dần, lên ấm dần, lên và thư giãn tràn, hơi ấm và sự thư giãn đang lan tỏa lên bàn tay, khuỷu tay, khớp vai, hai cánh tay đang được thư giãn và ấm dần, lên ấm dần, tập trung vào cảm nhận sâu hơn nữa đi nào, cảm nhận sâu vào hơi ấm đang lan tỏa lên vai, lên cổ, cơ vai, cơ cổ đang được thư giãn thả lỏng hoàn toàn, đốt sống cổ đang ấm dần, cảm nhận sâu vào như nào, một cảm giác thật dễ chịu, vùng vai, gáy, cổ, hơi ấm và sự thư giãn lan tỏa lên cằm, lên môi, lên mũi, lên mắt, lên chân mày, lên trán và lên da đầu, toàn bộ khuôn mặt đang được thư giãn thả lỏng, sự thư giãn đang lan tỏa vào trong não, bộ não đang được thư giãn và thả cảm nhận sâu vào cơ thể và thần kinh đang được thư giãn thả lỏng, từ đỉnh đầu cho đến các ngón tay ngón chân, cơ thể các cảm nhận được nguồn năng lượng của vũ trụ tràn ngập khắp cơ thể, cơ thể đang tràn đầy nguồn sinh lực, cơ thể đang thực sự khỏe mạnh, đẩy lùi tất cả mọi bệnh tật ra bên ngoài, cơ thể thật khỏe mạnh, thật khỏe mạnh, không bệnh tật nào xâm nhập được, tự nói với chính mình như nào, tự nhủ với chính mình, cơ thể của tôi thật sự khỏe mạnh, thật khỏe mạnh, đẩy lùi tất cả mọi bệnh tật ra bên ngoài, cơ thể đang thư giãn và tràn đầy nguồn sức lực, thả lỏng, thả lỏng, thả lỏng hoàn toàn, chìm sâu vào giấc ngủ. Từ từ nhúc nhích các ngón tay, ngón chân đánh thức cơ thể. Nhúc nhích bàn tay, bàn chân và nghiêng đầu qua bên phải và qua bên trái. Thư giãn thả lỏng cổ đi nào. Hai chân kéo sát, hai tay đan, lộn ngược bàn tay kéo căng qua khỏi đầu. Duỗi căng từ ngón chân cho đến ngón tay. Co chân trái đạp bàn chân xuống, nằm nghiêng người qua phải, co tay phải chống đỡ đầu, tay trái chống trước ngực, co gối và hai tay đỡ người, từ từ ngồi lên. Đưa hai tay lên massage cổ, mắt khép lại cảm nhận sâu, vừa xoa bóp massage cảm giác thật là dễ chịu, xuống vai, co bóp ở đâu tâm trí tập trung vào cảm nhận sâu ở đó,
xuống tay, dần xuống hai tay. Hai chân. Thả lỏng toàn bộ khuôn mặt ra. Gỗ nhẹ, bàn tay hơi cong lại, hơi cong lại, úp lại, gỗ gọn. Nắm tay lại, đưa ra sau, massage hai quả thận ở hai bên này, nắm tay lại, chà massage vào. Những lúc mình nghe ê ẩm lưng đau lưng, nắm nắm tay lại massage chứ không được vỗ vô, không được vỗ, không được đánh vô lưng nha. Tổn thương hai quả thận, tổn thương cột sống. Mời cả lớp nghỉ, chúc cả lớp luôn luôn khỏe, vui khỏe, trẻ sống tích cực ha.